Đi ẩu vậy? Làm gì muốn chết rồi hả? Cha tạ. Nghe đi nha. Hy vọng trợ thuốc này có thể giúp Tương Lan bình ổn hơn. Tránh ra, tránh ra. Nè, làm gì vậy? Hả? Có chứ. Tránh ra, tránh ra. Đi ra đi. Cẩn thận. Tránh ra. Công tử xin dừng bước. Dạ. Dám hỏi vị công tử quy tánh đại danh, nhà cậu ở đâu? Sau này ta nhất định tới đây mà cảm tạ. Việc nhỏ thôi mà, ngài đừng bận tâm. Công tử. Thuộc hạ tới đây chuyên gia thứ tội. Các người thật vô dụng. Nuôi các người chỉ tốn cơm thôi. Chẳng thà ta nhốt các người trong dương phủ còn hơn ra đây làm ta mất mặt như vậy. Đi. Dạ. Quỳnh lấy đi Quỳnh. Suối cáo cái này đẹp mà. Cái này đẹp mà. Cái cô à, tôi biết cậu, sức khỏe của người mới hồi phục đã trong ngoài như nha. Vậy được không? Lỡ như những phong hàng thì không tốt đâu. Chuyện thắp hương còn có thể làm thay người mà. Lần này Tuấn Nhi gây ra lỗi lớn, ta sợ không thể đợi đến ngày đó ra ngoài. Chỉ có thể cầu xin thần linh phù hộ nó. Cầu xin thần linh phù hộ. Trơn trọn, ngươi đừng ở đây tung tin thất thiệt nữa. Người dân Phạm Nguyễn này đều có tai có mắt trong lòng để biết đúng biết sai mà. Bọn ta đã nhìn thấy, đã nghe thấy Trịnh đại nhân đã làm những gì cho bọn ta rồi. Trong lòng bọn ta biết phải, rõ mà. Phải, cái đó rõ ràng. Tuyệt đối không dung túng cho người thân đi bán lén lương thực cứu trợ đâu. Thằng là bá à, ông già nên lẩm cẩm rồi hả? Lời của Trịnh Văn Kiều mà cũng tin được. Người như ông ta chính là kẻ hai mặt. Ngoài mặt một kiểu như là bên trong lại là một kiểu khác nữa. Ta nói nè, hắn ngoài mặt nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà sau lưng lại là kêu Lý Tuấn lén lúc đi bán lương thực đi. Hắn làm vậy chính là muốn tham ô của công đó. Nói bậy bạ. Ngươi đừng nói lời đó. Ngươi sợ thiên hạ chưa loạn đủ sao? Ngươi còn dám ở bên ngoài sao nói năng bậy bạ lung tung thất thiệt. Có tình ta xé rách cái miệng của ngươi không? Như tôi mai, ta cho cô biết nha, tên Lý Tuấn lén bán hoàng lương này, đây là chuyện rõ như ban ngày. Ta không vu oan cho hắn đâu. Hơn nữa, phía cô cũng đang ở đây. Hắn phạm phải tội lớn như vậy, bãi chưa lên tiếng, cô mạo cái gì đây? Chuyện của phía cô, ngươi có tư cách ở đây khua môi múa mép hay sao? Đi xin lỗi phía cô đi. Không, ta không đi. Có xin lỗi hay không hả? Cô làm gì vậy? Ngươi có xin lỗi hay không? Thôi đi. Thôi đi mà. Phía cô. Nó hại ngươi hết. Nói hàm hồ. Kẻ thực sự có tội là ta, không phải Lý Tuấn. Ta già nên hồ đồ, là ta đã xúi dục Lý Tuấn làm vậy. Giờ ta ích kỷ, ta đã hại con trai của ta. Nhưng Trinh Bán Kiều nhờ sữa ta mà lớn. Từ nhỏ nó đã dùi bài sự sách mới được làm quyền lệnh của Phạm Quyền. Nhưng bỗng lòng cả năm chỉ có 45 lượng bạc, với lại một ít cân lượng thưởng thêm. Nhưng nó đã dùng tiền để giúp đỡ những đứa trẻ già nghèo để đi học, lại còn quyên góp cho dân tị nạn, chẳng giữ lại cho mình một đồng xu nào. Nhưng mà ta đã già rồi, ta phải tìm cho mình một đường lui. Già rồi ta biết dựa vào ai. Điều trách ta ích kỷ, chỉ là lợi ích của bản thân. Ta già hồ đồ, là ta đã hại con của ta. Ta đã hại con của ta. Là ta đã hại con. Ta đã hại con đẻ của ta. Ta Mì cô. Phi cô Đại nương à, cái gì hàm hồ không à? Trần đại phu, sao rồi? Đại nhân, phía cô chỉ bị ngất xỉu là do trong lòng bất an, là kích động, nội khí dùng nén, khí quyết không thông dẫn đến hôn mê. Phía cô đã lớn tuổi, lần này muốn hồi phục e là phải mất nhiều thời gian. Đều là tại tôi. Nếu như tôi kịp ngăn Trương trụ nói năng linh tinh thì phía cô đã không dẫn đến mức nhận bộ tội lỗi lên đầu của mình. Phía cô. Mẹ à. Phía cô. Mẹ à. Ta không sao. Trần đại phu đa tạ cậu.
Tiểu Mai, tao muốn nói mấy câu với thiếu gia. Phí cô, người nghỉ ngơi đi. Nhớ là nhất định không được kích động nữa, có biết không? Đại nhân à, vậy tôi về trước đây. Mẹ à, đỡ ta vậy. Đây. Người đỡ chút nào chưa? Không sao. Sao mẹ phải khổ sở vậy? Sao tự đổ hết tội lên đầu của mình hả? Hồi trước ta một mực cầu xin con nhất định cứu Lý Tuấn. Ta đúng là quá ích kỷ. Ta không thể để bọn người xấu đó dùng ba con. Bây giờ ta nghĩ thông rồi, con hãy đưa Lý Tuấn lên công đường thẩm vấn. Mẹ, cuối cùng người cũng đã hiểu ra. Trình Bản Kiều, xin đa tạ mẹ. Con đừng như vậy. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Mẹ, mặc dù con và Lý Tuấn không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng mà tình như thủ túc, con làm sao nhẫn tâm chặt đầu để ấy chứ. Nhưng mà Lý Tuấn đã phạm vào quốc pháp, quốc pháp khó dung tha. Con đã làm quan thì phải làm theo quốc pháp. Con cũng dạng bất đắc dĩ. Mẹ, đừng tại con không làm tròn bổn phận, dặn nó theo con được đúng đắn. Thật không ngờ nó lại đi bước đường này. Con có lỗi với mẹ. Mẹ đánh con một trận đi. Mẹ đánh con đi. Mẹ không cần đâu, không cần đâu. Không được, không được. Mẹ, con hứa với mẹ, con chính là con trai mẹ, con chính là con đẻ của mẹ. Mẹ, con sẽ phụng dưỡng mẹ tới già. Bản Kiều, con sẽ phụng dưỡng mẹ tới già. Tử Dương là nhanh lên à. Lý quận vừa sắp đến rồi. À, dạ bên này. Buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi. Nhanh lên, nhanh lên đi. Yên Tư Thái đại nhân mời Lý quận Dương. Chúng ta lại vì chăm sóc cho Tương Lăng mà đến trễ à. Còn ra thể thống gì chứ à. Nhanh lên, nhanh lên. Túc à, sao Túc có thể nói như vậy được? Tương Lăng còn bỏ rơi con lúc con khó khăn. Bây giờ buổi ấy cần chăm sóc thì con phải ở lại thôi. Hơn nữa, những bữa tiệc này thúc đi một mình là được rồi. Gọi con làm cái gì? Còn nói gì vậy? Nhanh lên đi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ừ. Hay, hay lắm. Ờ, hay, hay, hay. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Anh ngồi xuống. Dạ. Dương gia, vở kịch mà Hạ Quan chọn, ngài có thích không vậy? Rất hay, không thể hay hơn được nữa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, mời ngài thưởng thức.
Đây, Lý Tuấn à. Hôm nay ta về để uống mấy ly. Đây là rượu ngon đó. Đây. Ca ca, nếu đệ đoán không lầm, ngày mai sẽ khai thẩm vụ án của đệ hả? Đúng vậy. Tốt. Vụ án này kết thúc càng sớm càng tốt. Ca ca biết không, cảm giác ở trong đại lao chờ chết không dễ chịu chút nào. Hôm nay ca đem rượu ngon đến, trong lòng đệ cũng hiểu rồi. Đây có lẽ là lần cuối cùng huynh đệ ta gặp riêng nhau có đúng không? Ca ca, vì việc của đệ phải khổ tâm rồi. Đệ đệ có lỗi với ca ca. Đã đến nước này, chúng ta nên đối mặt. Phải làm sao thì cứ làm vậy, nhất quyết đừng do dự. Đệ cũng biết, ở bên ngoài lan truyền việc đệ lén bán hoàng ương, làm giấy bẩn thanh danh của ca ca. Đệ có lỗi với ca ca. Còn một việc nữa, ca hãy nói với nương tử của đệ, hãy nuôi dạy con cái thành người tốt, đừng để giống như cha nó. Còn việc quan trọng nhất chính là mẹ. Đệ đã không thể phụng dưỡng mẹ đến già, tất cả những gì đều phải nhờ ca ca. Ca ca, đệ kính huynh. Ca ca, đệ còn một việc cuối cùng. Đệ biết việc này là làm khó cho ca ca, là một yêu cầu hơi quá đáng. Ca ca có thể giúp đệ không vậy? Ca ca nói đi. Tôi nói, đệ muốn được cưới chân cho mẹ, lần cuối cùng làm tròn đạo nghĩa. Được rồi, ta sẽ giúp đệ. Đa tạ ca. Cha, sao cha lại gọi hai cho con họ đến vậy hả? Đà tiểu dương là thập kiến Lý Dương già. Ngươi là ai vậy? Tiểu dương là Phạm Nghĩa Quân, và còn có cả đi nhi của tiểu dương là Phạm Tử Dương. Thảo dân Phạm Tử Dương thăm kiến Dương gia. Ngươi là cậu thanh niên lúc sáng sao? Ngài là Dương gia. Thảo dân con mắt không thấy thái sơn. Tiểu huynh đệ, không cần câu nệ đâu, qua đây nói chuyện coi. Nhanh. Tiểu dân nghe nói Lý quận Dương thích nghe những vở kịch địa phương nhẹ nhàng êm ái, cho nên đã chọn Dương gia điệu hát của Tư Bình Phạm Quyện được lưu truyền rộng rãi khắp hai tỉnh Lỗ Dự. Vở kịch này là do ngươi chọn sao? Dạ. Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết về kịch hát đó. Nói thử coi. Dương gia quá khen. Dây mắt này thì Tử Dương lại càng am hiểu hơn. Tử Dương à, giới thiệu cho Dương gia đi. Được đó, nói đi. Xin đáp lời của đại nhân, điệu hát Tứ Bình này là do nghệ nhân biểu diễn qua cổ nghĩ ra. Nhịp điệu chính của nó chính là âm bình điệu của hoa cổ. Làn điệu của nó vừa không làm mất đi sự lãnh lót của phương Bắc, vừa có cả sự uyển chuyển mượt mà của phương Nam. Nói tóm lại, Tô Lỗ Dự Quảng, bốn vùng đất kết tinh thành khúc nhạc, vì vậy mới gọi là điệu Tứ Bình. Thêm vào lời ca phổ thông dễ hiểu, rất dễ thưởng thức, cho nên rất được lưu hành ở hai tỉnh Lỗ và Dự. Chàng trai trẻ này được đó. Dạ. Tôi vẫn còn trẻ mà học thức uyên thâm. Đa tạ chuyên gia khen ngợi. Đúng rồi, Bốn Dương đang thiếu một người tài để làm việc cho mình. Bốn Dương và ngươi cũng xem như là có duyên phận, không bằng ngươi hãy làm việc cho Bốn Dương đi được không?
ơi, ở đây là cơ hội cầu còn không được. Tiểu nhân xin được đa tạ Dương gia. Dương gia, tôi và Phạm Nghĩa Quân còn có chút việc phải làm, tại hạ xin được cáo từ trước. Được rồi, cứ làm việc đi. Dạ dạ, ngài tiếp tục thưởng thức đi. Dương gia, tiểu nhân xin cáo từ. Ngồi đi. Thảo dân con dám. Bổn vương kêu ngươi ngồi thì cứ ngồi đi. Đa tạ Dương gia. Phạm Nghĩa Quân. Dạ. Ngươi làm vậy là có ý gì? Vốn dĩ ta muốn để cắp đồ làm việc cho Lý Dương gia. Ngươi cũng giỏi lắm, còn dám tranh trước với ta, đưa Tử Dương đến gặp Dương gia. Ngươi quên rồi hả? Nhờ có ai mà ngươi được như ngày hôm nay hả? Đại nhân à, xin đừng giận. Nếu ngài thấy không vừa lòng, hay là để tôi đi xin lỗi Lý Dương gia. Nói là Tử Dương bẩm sinh trì độn, không thể làm việc, sau đó tiến cử cáp đồ công tử lên nhậm chức. Ngươi coi ta là đồ ngốc, coi Lý Quận Dương là đồ ngốc hay sao vậy? Dương gia vừa nghe đã biết được có ý gì rồi. Đúng 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 đúng, do tôi làm việc thiếu suy nghĩ, quá lỗ mãng, tôi xin được đền tội với tuần phủ đại nhân. Tôi xin được rồi, chuyện này để sau đi. Bên Trịnh Bán Kiều thế nào rồi? Trịnh Bán Kiều ngày mai sẽ công khai thẩm vấn Lý Tuấn, không biết đại nhân có hứng thú đi xem hay không? Ta đương nhiên là có hứng thú đi xem rồi. Ta muốn xem tên Trịnh Bán Kiều này làm sao xét xử vụ án này một cách công bằng chính trực đi. Mẹ à, mẹ. Lý Tuấn. Mẹ à, hai người cứ từ từ nói chuyện đi. Tuân gì? Mẹ, trai bất hiếu, từ trước đến giờ luôn để đại ca chăm sóc mẹ, bây giờ đã đến lượt con rồi, con xin tận hiếu với mẹ. Trong lòng mẹ thì hai đứa đều như nhau, các con vui thì mẹ còn vui hơn các con, nếu các con buồn trong lòng mẹ con khó chịu hơn. Mẹ, con có lỗi với mẹ, con biết trong lòng mẹ bây giờ đang rất là buồn. Con thật sự không muốn để mẹ nhìn thấy bộ dạng bây giờ của con đâu. Con biết mẹ nhìn con như vậy mẹ sẽ rất là đau buồn. Con xin lỗi mẹ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mẹ là mẹ của con mà. Dạ đúng. Mẹ, mẹ có còn nhớ hồi con còn nhỏ, có lần con khóc lóc chạy đến Trịnh gia tìm mẹ không? Kết quả là bị lạc được. Mẹ đã cõng ca ca chạy khắp nơi tìm con, cuối cùng đã tìm được con ở bên bờ hồ. Mẹ vừa nhìn thấy con mẹ liền mắng con, nhưng con còn chưa khóc, ca ca con đã khóc trước rồi.
Cha ca vừa khóc, mẹ cũng khóc luôn. Thấy mẹ khóc, con cũng khóc theo. Sau đó cả ba người chúng ta ôm nhau mà khóc. Đến cuối cùng, mẹ vẫn phải lưng cõng một đứa, tay bế một đứa, đưa cả hai con về nhà. Con còn nhớ chuyện này sao? Dạ. Tuân Nhi à. Dạ. Cả đời của mẹ chưa từng chăm sóc cho con tốt như là tiểu thiếu gia. Con có giận mẹ hay không? Dạ con không giận. Mẹ, con biết mẹ chịu nhiều ân điển của Trịnh gia. Con cũng hiểu rằng không có Trịnh gia thì sẽ không có mẹ. Hài Nhi, chỉ hận bản thân mình. Ngày tháng con cần hiếu với mẹ quá ngắn, lại còn làm bao nhiêu việc khiến mẹ buồn, làm cho mẹ tức giận. Tuân Nhi, con là con trai của mẹ, làm sao mẹ lại giận con chứ? Mẹ nằm ngủ thường hay nằm mơ thấy con, chỉ là chỉ là không cho con biết mà thôi con trai à. Con biết mà. Mẹ, con hối hận rồi. Con thật sự hối hận lắm mẹ. Con không thể để cho mẹ tự hào, thường gây cho mẹ nhiều phiền phức, đã khiến mẹ mất mặt với người ta. Con muốn trở thành người như ca ca biết mấy thật đó mẹ. Ca con có tài của đó, con cũng có tài của mình. Người ta nói kinh doanh gian trá, nhưng điều khiến mẹ cảm thấy vui nhất là con buôn bán nhiều năm rồi nhưng vẫn không trở thành một kẻ ham lợi. Đa tạ mẹ, đa tạ mẹ. Mẹ, chỉ là tháng ngày hai mẹ con ta ở cùng nhau thực sự quá ngắn ngủi. Quá ngắn, đúng là quá ngắn. Kiếp sau mẹ vẫn sẽ là mẹ của con. Kiếp sau mẹ sẽ luôn ở bên con giống như mẹ luôn ở bên tiểu thiếu gia, giặt y phục nấu cơm cho con, nhìn con đọc sách viết chữ, ngày ngày nói chuyện cùng con, có được không Tuân Nhi? Dạ được, đến lúc đó ngày nào con cũng sẽ đấm lưng rửa chân cho mẹ, rửa chân cho mẹ. Cả nhà chúng ta đã hẹn rồi, lúc đó sẽ cùng nhau sống tốt vĩnh viễn không rời. Mẹ, không rời xa, không rời xa, không rời dạ, xa. Dạ. Mẹ đem tới đây bộ y phục mà mẹ mới bay cho con. Đào, bật vào đi. Tuân Nhi, nói rồi đó, kiếp sau con vẫn là con trai mẹ. Con không được quên đó nha. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau, hả? Mẹ, mẹ yên tâm. Bất kể phải uống bao nhiêu chén canh mạnh bà, con tuyệt đối sẽ không quên. Tốt, con trai ngoan. Mẹ, Tuân Nhi. Mẹ, Tuân Nhi. Khai, tên họ. Hồi bẩm đại nhân, Thảo Dân Lý Tuấn. Tuân phủ đại nhân đến. Lên đường.
Hạ quan Trình Bá Kiều tham kiến tuần phủ đại nhân. Miễn lễ. Trình đại nhân, dân chúng cả huyện giờ đang bàn luận về ngươi, nó người bao che cho kẻ này. Đương nhiên là ta không tin mấy lời đó. Ta tin rằng Trình đại nhân nhất định sẽ xử án cho phép công. Cho nên ngài mới đích thân đến đây xem hạ quan xử án theo phép công, có đúng không? Ngài đến vừa đúng lúc, vừa kịp làm nhân chứng với vụ án này. Cũng tốt, ta cũng muốn xem Trình đại nhân xử án anh minh như thế nào. À, xin mời ngài. Dạ đại nhân, mời ngài lên trên. Lên đó ngồi. Ê, đi xử án mà, nên ngồi bên trên đi. Còn ta, tôi lấy đại một chiếc ghế, ta sẽ ngồi ở đây. Được lắm. Đại phúc. Cất. Lấy ghế. Lấy ghế. Xin mời. Cái tên này Lý Tuấn lén bán hoàng lương đó hả? Đúng vậy. Lý Tuấn à, ở trên con đường có bổn quan ở đây đứng hầu thoát tội. Vụ án này vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải tra hỏi thật nghiêm. Ê Trịnh đại nhân à, ta nghe nói ngươi có quan hệ với cái tên này, hình như là huynh đệ thì phải. Đúng vậy, ta và hắn thân nhau hơn huynh đệ ruột thịt. Ê, ta nói Trịnh đại nhân à, nếu như vậy vụ án này đang ngươi xử lý có tiện không hả? Bổn quan thấy không bằng cứ để cho ta xử lý vụ án này. Nếu được như vậy, ba tánh phạm nguyện cũng sẽ bớt cho linh tinh về ngươi đó. Đa tha. Chính vì ta và hắn tình như thủ túc, cho nên lại càng phải thẩm tra nghiêm minh. Hay, lời này nói thật đường hoàng. Vậy được, vậy bổn quan cũng muốn xem ngươi sẽ ăn nói ra sao với người dân phạm quyền đi. Không được làm trái luật cho chưa? Dạ. Lý Tuấn to gan, người đã ăn cắp lương thực triều đình, bán đi lấy ngân lượng, mau mau khai ra. Tên cẩu quan kia có lẽ là cố ý gây chuyện, mình không để đại ca bị liên lụy. Không cần thẩm tra, tôi nhìn. Từ khi biết đến kho lương thực của triều đình, tôi liền nghĩ ra một cách để kiếm một khoản tiền lớn. Cho nên, nhưng lúc mở kho phát lương, tôi lén vào trong ăn cắp ít lương thực đem bán lấy ngân lượng. Mọi người ai cũng biết hiện tại đang thiếu lương thực, số lương thực đó có thể bán với giá cao. Không ngờ lúc tôi định đem số ngân lượng đó cao chạy xa bay thì bị Trịnh đại nhân bắt lại. Lý Tuấn, chuyện này chỉ một mình ngươi làm thôi hay là có kẻ khác xúi giục lừa gạt ngươi? Ê, ta nói là Trịnh đại nhân, phạm nhân đã khai ra sự thật rồi, ngươi cần hỏi thêm cái gì? Ngươi đang bất an cái gì chứ? Dù sao hai ngươi cũng là huynh đệ mà. À, thân pháp bất dị thân nghe chưa? Vì đại nhân này nói chúng tôi là huynh đệ sao? Ngài xem ngài ấy đang mặc gì, còn tôi mặc gì? Trên bản kia có thể phát thần chính khí, lưỡng tụ thành phong, là vì ngài ấy làm quan, vốn dĩ đã thành cao. Còn tôi lại là tầng lớp thảo dân, là tôi ham tiền tài. Nhưng mà tôi cũng chỉ được sống thôi, tôi làm sai sao? Lý Tuấn, ở trên công đường không được vô lễ. Tôi nói là điều sự thật. Tôi tin chắc rằng không chỉ riêng tôi chú ý đến việc mở lương kho phát lương thực. Lẽ nào Yên Tư Thái chưa từng nghĩ đến hay sao? Tôi, một kẻ tội lỗi đầy mình còn dám gào thét trên công đường sao? Ngươi là cẩu quan. Cẩu quan. Lý Tuấn, Lý Tuấn, đừng mà. Lý Tuấn là cẩu quan. Cẩu quan, cẩu quan. Lý Tuấn, đời gián đời quả dân chúng làm ăn, người bán người ăn thịt người, ngươi không quan tâm tới dân chúng lại còn tranh thủ kiếm tiền. Ngươi xem ngươi ăn nhiều đến mức béo tròn mặt mũi hồng hào, cả người đầy mỡ, ngươi xứng làm quan sao? Hôm nay ta phải lột bộ quan phục này của ngươi. Lý Tuấn không được. Quan,
Đây là cậu Quang, cậu Quang, cậu Quang. Tình Bán Kiều, Tình Bán Kiều. Thế này cũng chết, thế kia cũng chết. Kể từ khi bị ngài bắt, tôi đã biết là tôi sẽ có ngày hôm nay rồi. Ngài đừng ở đó làm bộ từ bi nữa. Đi, chúng tôi không cần ngài thương hại. Tôi không cần thương hại đâu. Tình Bán Kiều, Tình Bán Kiều, Tình Bán Kiều. Bỏ ta ra, 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 bỏ ra. Tình Bán Kiều, trên công đường, thằng đã dám nhục mạ mệnh quan chỉ dẫn của triều đình. Bỏ ta ra, bỏ ta ra. Bây giờ ngươi đã chịu phán xét hay chưa? Vậy còn đợi cái gì? Lý Tuấn to gan, đại nạn thiếu lương, lại dám ăn cắp hoàng lương, đem bán kiếm lời, tôi không thể tha. Bổn quan phán ngươi tử hình. Trình báo hình bộ. Giết hắn đi. Người ta nói gần chết mà dám ăn cắp hoàng lương hả? Giết hắn đi. Khổ làm than mà đi ăn cắp. Thì bởi vậy à, chém đi. Thì đó. Chém đi. Chém hắn đi. Đồng hành đi. Hãy càng chế trụ này. Đi đường bình an. Tiếp sau hai ta vẫn là huynh đệ cùng nhau. Đa tạ huynh. Chém lại đây. Tam ca, hãy chăm sóc ca ca ta. Giết hắn đi. Tôi yên tâm. Giết hắn mau lên. Giết hắn đi. Tội đáng chết mà. Đúng vậy. Đúng rồi. Giết hắn đi. Giết đi. Tội đáng chết. Đúng rồi. Đáng đời bà. Trình Bán Kiều, ta muốn xem ngươi đúng là lòng dạ sắt đá hay không. Tận mắt xem ngươi phán tội chết cho huynh đệ trong nhà. Giết đi. Thử trả mời tới giờ đây. Giết đi. Chém hắn đi. Giết đi. Chém nào hắn đi. Giết chạy đi. Chém nào đi. Chém đi.
tiếp đi. Mình bỏ nghe lệnh hành hình. Thời khắc đã tới. Chém đầu hắn đây. Giết đi. Án của chết mà. Mẹ tôi chết lắm, giết đi. Chém nào hắn đây. Thử trảm đi. Trảm. Nhiệm nhân chứng. Mưa đội. Tên Lý Tuấn vừa bị xử trảm, cho nên đổ mưa. Xem gì chết cũng đáng tội. Mưa rồi. Về đi. Trời mưa rồi. Pico!
ca, để nhớ ca chết mất. Chuyện của lần trước, đệ còn chưa cảm tạ ca ca. Đệ đã kêu lương tưởng thiêu rú thơm này, mong là ca sẽ thích. Ca nói với mọi người, trong lòng đệ mãi mãi luôn có mọi người. Ca ca, đệ làm giúp ca cũng chính là đang giúp tâm tính, không từ chối việc làm nghĩa. Là con hồ đồ, nhưng con không giống ca ca từ nhỏ đã nổi danh khắp chốn. Con ấy một lòng hiếu học, có được công danh. Nhưng mà đến giờ quýnh ấy ngoài cái mũ quan thì có được gì à? Không có được gì hết. Con làm vậy cũng vì cái nhà này mà thôi. Đập con làm vậy để được khiến ca phiền lòng, để có lỗi với ca ca. Đã đến nước này, hãy thản nhiên đối mặt, nên làm gì thì cứ làm, nhất định được cho dự. Về nhà đi, con không ổn rồi. Đi.